chở gỗ này đang bị lạc ở trên dốc này nhá, do lái xe lái chệch đường. Con xe này đang chở keo ấy, chở hàng rất là nặng mọi người ạ. Vì dốc này dốc nó đứng tức, mà xe lúc nó xuống ấy, xuống thì cái đất này nó bột bột ấy, đâm ra là nó bị cướp lái mọi người ạ. Nó bị cướp lái, nó rẽ ra là gì ấy. Thì cái chỗ này bây giờ chỉ có xử lý là tôi sẽ đắp đường. Đắp đường nó rộng ra, cái vết bánh nó bị cướp lái ở mép ngoài tà ly đấy. Xong là tôi sẽ đắp đường để cho xe nó xuống, xong tôi sẽ sửa đường dốc xuống các bạn ạ. Các bạn thấy tôi làm thế có được không? Hay là các bạn thấy còn cách nào tốt hơn không? Thì hãy comment ở dưới nhá. Và hãy thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Chỗ này bây giờ tôi sẽ mở rộng đường ra một chút nữa, và tôi sẽ làm đường cho nó hơi nghiêng nghiêng vào trong tả ly mọi người ạ, để cho sao mà lúc cái xe nó qua hàng nó xuống thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ ăn lái vào tả ly, hoặc là nó có trôi, nó có xô thì xe nó sẽ xô nghiêng vào tả ly, hoặc là nó cướp lái vào tả ly mọi người ạ. Ở mé dưới này còn mở rộng đường được, cái lên chỗ mà xe nó đang đỗ ấy, là trên đấy thì nó lại gành cứng quá rồi, mình sẽ không mở rộng vào được. Thì có khả năng là chỉ chỉnh sửa đường làm sao cho nó hơi nghiêng vào trong để xe đi sao cho nó an toàn mọi người ạ. Bây giờ chắc là có lẽ sắp xong rồi mọi người. Bây giờ cho xe xuống mọi người ạ. Tôi đã đắp được đường, bây giờ cho xe xuống. Chỗ này máy tôi tránh rất là hẹp nhé. Nó chỉ hở khoảng 3-40 phân thôi. Xe nó sát ra sạp lên máy ấy. Chỗ này nguy hiểm phết đấy. Dốc quỷ tức treo neo. Thằng em ấy nó đang lấy cái chèn bánh để cho xe nó xuống. Đi gọc khéo em nhá, quẹt vào máy anh nhá. Quẹt vào máy anh là to tội nhá. Ấy, đừng chạm vào anh nhá.
quẹt vào máy mình. Bây giờ tôi sửa đường mọi người ạ. Tôi sẽ sửa đường để cho xe nó quay đầu, xong rồi tôi tránh cho xe nó quay đầu để xe nó xuống giả hàng. Thế nghề của chúng tôi ấy, một là làm đường, hai là chỉ đi cứu hộ xe này thôi. Đánh mấy cây số vào cứu hộ xe. Ủa, anh em làm ăn với nhau mà người ta nhờ mình không vào thì cũng khó. Đâm ra là thôi cứ trước mắt là giúp nhau, sau là tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhau. Làm cái gì là cũng phải thế mọi người ạ. Làm cái gì nó cũng phải có cái tính giúp đỡ nhau. Lúc người ta hoạn nạn thì mình phải đến hỗ trợ giúp người ta, và lúc mình hoạn nạn thì người ta sẽ hỗ trợ giúp lại mình. Đấy là cái quy luật của cuộc sống. Có nhiều ông mấy xúc đến thấy xe người ta gặp khó khăn, đang gặp hoạn nạn này, các ông cứ đè ra, các ông đòi ngân này tiền mới vào, mới kéo, mới cứu hộ cho này, 1,5 triệu hoặc 2 triệu này, thế nọ đây kia. Nhưng thực sự tôi vào đây tôi cứu hộ ấy. Tôi chỉ gọi là lấy tiền công nó theo giờ thôi, chứ tôi không làm lúc cũng chán về rượu, làm lúc rồi chả muốn uống, người ta hỏi khéo đành cầm lòng vậy mọi người ạ. Cái nghề máy công trình mà đi làm nhà dân này mọi người, hay phải tiếp xúc với người dân nhiều ấy, là hay phải rượu nhiều. Người ta làm cái lèn nhà, như ngày xưa mà tôi đi làm thì người ta làm cái lèn nhà, người ta mời hết cả anh em lùi ngoại người ta đến, mỗi người mà chén nặng say của mẹ rồi. Hầu như đi làm nhà ai cũng rượu, cũng phải có rượu. Cái phong tục Việt Nam mình ấy, làm cái gì cứ công to việc lớn ấy, làm lên nhà, xây nhà, cánh thành nhà, rồi cỗ bàn kỷ gì kiểu gì cũng phải có rượu mọi người. Đấy là cái phong tục cổ truyền của Việt Nam mình rồi. Biết làm thế nào được, bây giờ là cấm nồng độ rồi, cũng hạn chế không dám uống đâu. Tôi đã sửa xong đường đấy mọi người, tôi sửa xong đường, bây giờ tôi sẽ trèo lên trên đường bên trên này để tránh cho ô tô nó xuống mọi người nhá. Xong là tôi sửa lốt cái đường này là tôi sẽ rút máy xuống mọi người. Nếu mọi người xem thấy hay và hữu ích thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và hãy đăng ký kênh nhá. Ấn vào cái biểu tượng chuông ở trên cùng ấy, nó có hai cái tai, cái chuông có hai cái tai để ủng hộ tôi nhá. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Xe nó đang quay đầu xuống đấy mọi người. Đấy, tiếng may cái xe, tiếng xe cứ rèn là nó đang quay đầu xuống. Vì chỗ này nó hẹp với máy tôi không quay được, không quay toa được, đâm ra là không quay được cho mọi người xem. Thôi mọi người hãy thông cảm nhá. Thôi tôi xin thân ái tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở các clip tiếp theo nhé.